第330天 Ngày 330. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Có thể nói là 100% hài lòng. 可以说是100%的满意. Kè. Yǐ. Shuo. Shì. Bǎi. Fēn. Zhì. Bǎi. De. Mǎn. Yì. Kěyì shuō shì bǎifēnzhì bǎi de mǎnyì. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Trừ giày cao gót. 除了高跟鞋. Hy vọng, 希望, chất liệu vải sờ lên, 面料摸起来, liệu có trông béo hay không, liệu có vẻ béo hay không, 会不会显胖, sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? Chuyên tâm lựa chọn. 专心挑. Đại thu hoạch. 大收获. Mình trả lại bạn 300.000, hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了? Đi từ từ thôi. 慢走. Làm người khác rất dễ chịu. 让人很舒服. Không sao, không có việc gì. 没事儿. 没事. Ngồi một lát. 坐一会儿. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. 肯定会. Yêu. Ai? Nhà đối diện kia. Đối diện này kia. Hài lòng 100%. 100%的满意.